Chào mừng quý vị và các bạn đã đến livestream của Dr. Giang Thẩm mỹ viện Lilia. Hình ảnh mà các bạn đang xem là hình ảnh của chị khách hàng tên là Phương trước khi thực hiện phẫu thuật độn thái dương. Các bạn ơi, các bạn có thể thấy rõ ở cái hình ảnh chính diện này nhá, là chị Phương của chúng ta thì có một khuôn mặt khá là gầy đúng không ạ? Do đó nên là cái phần thái dương của chị thì bị hõm vào, các bạn nhìn thấy này. Và khi thái dương hõm vào thì cái phần gò má trông nó sẽ bị đẩy cao ra đúng không ạ? Và các bạn có thể nhìn rõ hơn ở cái hình ảnh này. Đây, từ góc dưới lên đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái phần thái dương của chị bị hõm vào và cái phần gò má của chị thì bị đẩy ra. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Khiến cho khuôn mặt của chị Phương trông bị kém tự nhiên đi một chút đúng không ạ? Và với cái tình trạng của chị Phương này thì bác sĩ đã tư vấn là sẽ độn thái dương cho chị. Và ngay bây giờ thì mời các bạn cùng xem hình ảnh của chị khách hàng ngay sau khi được thực hiện phẫu thuật nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ạ. Đây là chị Phương của chúng ta. Chị Phương ngay sau khi được phẫu thuật đây. Hai cái phần chất liệu độn đã được đưa vào từ cái đường chân tóc, các bạn có thể nhìn thấy này. Đây, vết sẹo rất là nhỏ đúng không ạ, và sâu trong đường chân tóc. Do đó là nếu mà nhìn bằng mắt thường từ ngoài vào thì sẽ không thể thấy được cái dấu hiệu thẩm mỹ đúng không ạ. Và khi các bạn nhìn trực tiếp vào cái hình ảnh trực diện này thì các bạn có thể thấy là hiện tại thì sẽ không thấy cái phần thái dương hõm của chị đâu nữa đúng không ạ. Đây các bạn nhìn thấy này, rất là tròn đầy tự nhiên đúng không ạ, không hề lộ dấu hiệu thẩm mỹ và rất là tròn đầy, không còn cái phần thái dương hõm và cái phần gò má cao nữa. Gương mặt của chị khách hàng bây giờ trông đầy đặn và xinh xắn hơn rất là nhiều đúng không ạ. Chị Phương ơi, chị cho em hỏi là trong quá trình vừa nãy khi mà thực hiện phẫu thuật thì chị cảm thấy thế nào ạ? Không đau, đúng rất là nhẹ nhàng đúng không chị? Bây giờ em mời chị Phương cùng soi gương nhé, xem là cái kết quả của mình chị cảm thấy thế nào. Nói chung là mình rất hài lòng. Trông trẻ trung hơn rất nhiều đúng không chị Phương? Bây giờ là rất là tự tin hơn đúng không? Đây, mời các bạn xem lại một lần nữa nhé. Rồi, em cảm ơn chị Phương rất là nhiều ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của Dr. Giang Thẩm mỹ viện Lilia. Hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo.